hơn 15 năm qua. Cái xã hội hóa của văn hóa, một trong những cái tư tưởng chỉ đạo rất lớn của nghị quyết Trung ương 9 về văn hóa lần này, thì Ban chấp hành Trung ương đã ban hành nghị quyết. Giải pháp mà chúng tôi quan tâm đó chính là làm sao khơi dậy được cái sức mạnh tự lực của nhân dân trong tổ chức và trong hoạt động văn hóa. Phải làm sao mà mọi người dân đều ý thức được rằng là đây là cái vốn quý của hàng ngàn năm của ông cha. Mình phải bảo vệ, mình phải giữ gìn, mình phải phát triển. Thì không phải là đây là cái của đất nước. Nó không chỉ cái giá trị về tinh thần về văn hóa mà còn kết hợp để phát triển về phát triển du lịch. Rồi thì là phát triển kinh tế xã hội của người dân của người dân. Biến di sản văn hóa thành tài sản nghiệp văn hóa. Tức là nó tạo ra, nó có thể tạo ra công an việc làm, nó tạo ra cái tiền, tạo ra nguồn lực để mà giữ được văn hóa. Không phải ai bao cấp cho mình phát triển tài năng của mình đi, sáng tạo đi, để cho có kết quả là người. Và văn hóa nghệ thuật tự nó phát triển. Đó cũng là một thứ kiểu cách của người Mỹ mà chúng ta có nên học tập hay không? Tập thì là cái chuyện khác. Tôi đã được đi rất nhiều nước, và đặc biệt ở Pháp này, cung điện Versailles hay bảo tàng Louvre, những cái khu vực quan trọng đó. Thì bao giờ người ta cũng tuyển chọn những người bản xứ mà có thẻ hướng dẫn, được đào tạo một cách cẩn thận, và chỉ có những người bản xứ thôi mới được đưa khách du lịch vào. Và đây là một cái điều rất là hay. Và họ làm như vậy thì như vậy là những cái người hướng dẫn viên ở đây họ có công ăn việc làm. Cần phải lựa chọn giải pháp bảo tồn dựa vào nhà nước hay xã hội hóa. Câu chuyện bắt đầu từ bảo tàng Louvre, một bảo tàng nghệ thuật hàng đầu thế giới mà chúng tôi có may mắn được ghé thăm. Theo giới thiệu của bà hướng dẫn viên người Pháp, Bảo tàng Louvre là một cơ quan nhà nước thuộc Bộ Văn hóa Pháp. Năm 2013 có khoảng 10 triệu khách tham quan. Ngoài kinh phí được nhà nước cấp, doanh thu bảo tàng dựa vào tiền bán vé từ các hoạt động văn hóa, thương mại và từ cả các tổ chức bảo trợ. Hội những người bạn của Louvre đóng góp và tài trợ mỗi năm khoảng 3 triệu euro cho việc mua hiện vật mới. Còn hội những người bạn Hoa Kỳ của Louvre thì gây dựng mối quan hệ giữa bảo tàng với công chúng Hoa Kỳ và tài trợ cho một số dự án của Louvre. Về kinh phí, từ thế kỷ 19, người Pháp đã nghĩ đến xã hội hóa công tác bảo tồn, bảo tàng. Kinh phí là một vấn đề muôn thuở của tất cả các bảo tàng trên thế giới. Không bảo tàng nào mà nói rằng là mình sung túc, mình dễ dàng trong cái chuyện kinh phí cả, kể cả ở những nước giàu có. Lại nghĩ về Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam được coi là một mẫu hình khá thành công, dù kinh phí có phần khá eo hẹp so với các bảo tàng khác trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ra đời trong thời điểm khủng hoảng của làng bảo tàng Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học đã tìm ra con đường đúng đắn cho mình. Tiếp thu kinh nghiệm quốc tế, bảo tàng đã đa dạng hóa các hình thức hoạt động, kết hợp trưng bày thường xuyên với trưng bày theo chuyên đề. Ở đây, đi kèm với các hiện vật đời thường nhưng được sắp xếp một cách nghệ thuật là những cuốn phim và sự giới thiệu sinh động về các lễ tục, về văn hóa các dân tộc Việt Nam. Cái hay là văn hóa vật thể được bảo tồn song song với văn hóa phi vật thể. Bảo tàng mở rộng việc kết hợp với các địa phương, đơn vị để tổ chức những hoạt động chuyên đề như triển lãm về thời bao cấp, tổ chức Tết Trung Thu truyền thống hay Tết Nguyên đán. Bên cạnh nguồn kinh phí nhà nước, ngay từ đầu, bảo tàng đã huy động sự đóng góp của cộng đồng quốc tế và các tổ chức trong nước, xây dựng được 3 khu trưng bày, trong đó có khu kiến trúc ngoài trời độc đáo. Nhờ thế, Bảo tàng Dân tộc học đã trở thành điểm đến hấp dẫn không chỉ của khách du lịch mà còn của các học sinh, sinh viên. Trong xu thế chung của thế giới và được mở đường bởi luật di sản, một số bảo tàng tư nhân đã ra đời. Ông Nguyễn Văn Huy, nguyên giám đốc Bảo tàng Dân tộc học, cũng đem kho kinh nghiệm đã có
và tranh thủ sự giúp đỡ của các chuyên gia nước ngoài để xây dựng bảo tàng Nguyễn Văn Huyên ở làng quê của mình. Giáo sư Huy đặc biệt chia sẻ với những khó khăn của họa sĩ Vũ Đức Hiếu khi anh xây dựng bảo tàng tư nhân đầu tiên ở Việt Nam, Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường tại Hòa Bình. Đám cháy kinh hoàng cuối năm 2013 đã thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà lang hơn 100 tuổi nơi đây. Ngôi nhà này vốn được đánh giá là một công trình kiến trúc nguyên bản của gia đình quan lang, tầng lớp cao nhất trong xã hội Mường, được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ. Với khát vọng gìn giữ bản sắc văn hóa Mường, tiền bạc, công sức bỏ vào bảo tàng sau gần 20 năm sưu tầm và gây dựng, anh Hiếu không tiếc. Nhưng điều làm anh đau đớn nhất là sự vô ý thức của người dân. Bởi vì, đối với một bảo tàng hoàn toàn tự lực, chủ nhân của nó luôn phải trăn trở. Làm thế nào để vừa giữ gìn được bản sắc văn hóa, vừa nâng cao chất lượng để hút khách? Rồi còn phải lo kinh phí trả lương cho nhân viên và duy trì các hoạt động. Tự cứu lấy mình, anh Hiếu đã không ngừng đa dạng hóa các hoạt động. Sự kiện Ký ức Nhà Lang được tổ chức vừa để nâng cao ý thức của cộng đồng trong bảo tồn văn hóa, vừa kêu gọi sự chung tay, giúp sức của những người bạn, những nghệ sĩ tâm huyết trong và ngoài nước. Anh Hiếu vẫn mong chờ những cơ chế hỗ trợ của nhà nước đối với các bảo tàng tư nhân. Nhưng hiểu rõ sự hạn hẹp của nguồn kinh phí nhà nước, ông Nguyễn Văn Huy cho rằng bảo tàng nhà nước hay tư nhân đều phải thu hút được các nguồn tài trợ trong xã hội. Cái chính là cần xây dựng cơ chế đầu tư cho đúng. Các cái nước tiên tiến ấy, thì các cái nhà hảo tâm cũng như là các cái doanh nghiệp ấy là họ đầu tư qua các cái quỹ tài trợ. Để từ các quỹ tài trợ đó họ mới đầu tư xuống cho các cái đơn vị cơ sở. Chứ nhiều khi là đầu tư trực tiếp cho các cái cơ sở đấy thì các cái cơ sở đó lại bị cái sự chi phối về mặt chuyên môn cũng như là về mặt định hướng của các nhà tài trợ, thì như vậy là nhiều khi nó không phù hợp. Hiện nay có một thực tế là các nhà hảo tâm thường tập trung đầu tư cho các chùa chiền cả ở phía Bắc và phía Nam. Không chỉ là trung tâm tín ngưỡng, đối với đồng bào Khmer Nam Bộ, chùa là trung tâm văn hóa, giáo dục của cộng đồng. Bởi thế, bà con sẵn lòng góp công, góp của để xây dựng và bảo trì. Các ngôi chùa Khmer đều chạm trổ những họa tiết hình rắn. Vì người ta quan niệm, độc như con rắn mà còn được thuần hóa, thì tấm lòng từ bi của Đức Phật cao cả đến nhường nào. Chùa Xiêm Cán ở Bạc Liêu cũng mang nét độc đáo như vậy trong kiến trúc. Chùa là nơi giáo dục trẻ em Khmer hướng thiện trước khi vào đời. Đây cũng là nơi sinh hoạt của các đội nhạc ngũ âm và múa dù kê, những loại hình nghệ thuật dân gian được xem như linh hồn của bà con Khmer. Nghệ thuật là phương tiện truyền tải lịch sử của dân tộc, lịch sử ra đời của Phật Pháp, để mỗi người Khmer khi tới chùa thêm yêu quý truyền thống văn hóa của dân tộc mình. Đây cũng là một biện pháp thu hút khách du lịch để thêm nguồn thu cho việc tôn tạo ngôi chùa, một di tích văn hóa độc đáo. Gìn giữ văn hóa chủ yếu dựa vào cộng đồng, nhưng về lâu về dài, điều các nhà quản lý ở các tỉnh có đồng bào Khmer quan tâm nhất chính là giáo dục văn hóa truyền thống trong nhà trường và đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật. Nghệ thuật dân gian của đồng bào Khmer được tồn tại đến ngày hôm nay đấy, thì phải nói rằng là nhờ sự quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất của đảng, của chính quyền các cấp, kể cả hệ thống chính trị, cộng với cái sự ý thức của đồng bào đó. Nhưng bên cạnh đó đấy, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng cái nghệ thuật dân gian của đồng bào Khmer hiện nay đấy cũng như là bị mai một phần, do chúng ta chưa có trường đào tạo nghệ thuật, đào tạo để chuyên môn. Xã hội hóa, huy động nguồn lực tinh thần và vật chất của cộng đồng. Nhưng vai trò của chính quyền, những hạt nhân văn hóa ở cơ sở cũng đặc biệt quan trọng. Chúng ta hãy đến với câu chuyện của ông Krasik, một cán bộ văn hóa xã Tà Rột, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị. Đây là vùng đất tập trung nhiều bà con người Paco.
với những nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Đến nay có cái còn, cái đã mai một. Là một người con của Đắk Rông, lại được phân công làm công tác văn hóa xã, điều này khiến Cray Sức không khỏi suy nghĩ. Vừa là trách nhiệm, lại vừa là tình yêu với bản làng, với mong muốn gìn giữ và giới thiệu văn hóa của dân tộc Paco rộng rãi hơn, ông nảy ra ý tưởng chụp lại những hình ảnh về quê hương mình. Mỗi bức ảnh tuy rất đời thường, nhưng là một câu chuyện, một phong tục. Đồng bào Paco sống cộng cư và thường tổ chức lễ hội, sinh hoạt cộng đồng. Những dịp đó, bà con thường chơi đàn ta lư hay đàn tong, một loại đàn làm bằng gỗ. Bây giờ không còn nhiều người biết đến đàn tong, điều này khiến Cray Sức rất chăn trở. Ông đứng ra, tự tổ chức những lớp dạy đàn tong miễn phí cho thanh niên trong bản. Lúc đầu ít người quan tâm, nhưng dần dần bà con hiểu được cái hay của đàn tong, cũng như giá trị văn hóa truyền thống của người Paco, nên nhiều thanh niên trong bản đến nhà nhờ Cray Sức chỉ cho cách chơi đàn. Nhìn những bạn trẻ có thể chơi được những làn điệu truyền thống với cây đàn tong, ông vui lắm. Nhiều năm liền, Cray Sức miệt mài ghi chép, sưu tầm, nghiên cứu những bài dân ca cổ của người Paco, mà ngày nay chỉ còn những người già trong bản còn nhớ được. Để rồi sau đó, ông lại tìm cách phổ biến lại với bà con. Bài hát này có tên là Đoàn Kết, được Cray Sức đặt lời, đặt tên lại theo một làn điệu cổ. Do đã có lời hát, lại dễ thuộc dễ nhớ, nên bà con ở đây ai cũng biết hát bài hát này. Cứ như thế, nhiều năm liền, Cray Sức đã thuyết phục bà con thực hiện nếp sống văn hóa, gìn giữ những phong tục tập quán tốt đẹp. Đến nay, Tà Rụt đã trở thành xã văn hóa. Trong đó 7 thôn là làng văn hóa cấp huyện và 1 thôn được công nhận là làng văn hóa cấp tỉnh. Ở xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên cũng có một câu chuyện tương tự. Năm 1990, chị Lưu Kim Dung, một cô gái Thái trắng tại Lai Châu, theo chồng về quê sinh sống. Thấy người dân bỏ nghề dệt, trong khi hàng ngày vẫn phải đi đào sắn, đào củ mài để ăn. Chị Dung đã ngày đêm suy nghĩ, tìm hướng đi cho gia đình mình và cho phụ nữ Thái ở bản Mền. Thế rồi chị nhận thấy, nếu phát triển nghề dệt theo hướng phục vụ du lịch, sẽ đảm bảo được thu nhập cho chị em, tạo được việc làm, và hơn hết là giữ gìn được văn hóa của người Thái đen tại Điện Biên. Ngày thì đi làm, buổi tối chị Dung đến từng nhà kiên trì vận động chị em tham gia vào nhóm phụ nữ nghèo khôi phục làng dệt thổ cẩm bản Mền. Ban đầu, không ít người nghi hoặc, nhưng rồi chị Dung cũng tập hợp được 14 chị em. Tổ chức tập huấn cho nhóm, xác định rõ hướng đi, rồi chị còn mở website để quảng bá sản phẩm và viết hồ sơ xin tài trợ từ các tổ chức trong và ngoài nước. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng đã hỗ trợ cho tỉnh Điện Biên, trong đó có chị em bản Mền, để khôi phục nghề dệt truyền thống. Từ một nhóm phụ nữ dệt thổ cẩm, chị Dung đã thành công khi phát triển lên thành hợp tác xã dệt thổ cẩm với hơn 100 chị em, có thu nhập hàng tháng bình quân khoảng 2 triệu đồng. Bản Mền trở thành bản văn hóa du lịch và đời sống của bà con ở đây đã khấm khá hơn trước. Từng công tác ở lĩnh vực văn hóa và hội phụ nữ, rồi là bí thư đảng ủy xã, chị Dung đã đi đầu trong việc tìm ra cái mới, góp phần đem lại sự no ấm cho bản làng. Bà con nơi đây không gọi chị là đồng chí, mà trìu mến gọi là mẹ Dung. Người dân vốn gắn bó với văn hóa của mình từ ngàn đời, họ chỉ tạm lãng quên trước những nhu cầu cấp bách của cuộc sống. Bài toán đặt ra là chính quyền địa phương sẽ làm gì để bà con có thể sống được nhờ di sản văn hóa, nhờ những cảnh quan thiên nhiên quê hương mình. Đây là một người đàn ông dân tộc Mông tên là Lý Trồng Di. Hôm nay, gia đình anh chuẩn bị cúng thần ruộng trước khi thu hoạch. Theo quan niệm của người Mông, ruộng cũng là nơi có linh hồn. Thần ruộng trông coi đất đai, canh bông lúa chịu hạt.
Những lời thỉnh cầu cho mùa màng tươi tốt, năm nay được mùa, đang được chuyển đến thần ruộng. Người Mông rất cần cù, dù sống trên dẻo cao vẫn kiên trì làm lúa nước. Những thửa ruộng bậc thang nhìn từ trên cao mang vẻ đẹp tráng lệ, thể hiện sức sáng tạo không ngờ của những người nông dân vùng cao. Với những nông cụ hết sức đơn giản. Từ ngày ruộng bậc thang Mù Cang Chải trở thành danh thắng quốc gia, người dân được khuyến khích gắn bó hơn với ruộng đồng, với những nghi lễ, những nghề truyền thống từng có thời mai một. Khi lúa đã gặt, người Mông Mù Cang Chải bắt đầu mở hội. Những bài hát điệu múa khen như tưng bừng hơn. Người Mông nô nức mở hội thi dã bánh dày. Người xưa kể ở bản Mông có chàng trai và cô gái nọ yêu nhau thắm thiết. Khi chàng trai cùng cô gái đang múa khen tình tứ, thì cô gái bị thần hồ bắt đi. Chàng trai ngày đêm thương nhớ, quyết tâm lên đường tìm người yêu. Phải có sức mạnh mới thắng được thú dữ. Suy nghĩ mãi, chàng bèn lấy gạo nếp giã ra làm bánh, đặt tên là bánh dày, để làm lương thực đi đường. Vượt qua bao khổ ải, cuối cùng chàng trai đã đến được nơi giam giữ người yêu. Cảm động trước tấm lòng chung thủy sắt son ấy, thần hồ quyết định thả cô gái. Sự tích bánh dày đã truyền qua bao thế hệ trai gái người Mông, để hôm nay thổi hồn vào những chiếc bánh làm ấm lòng du khách. Hòa quyện trong bánh dày của người Mông là ánh mặt trời trên nương lúa, là cả bề dày văn hóa ruộng bậc thang đã được thức tỉnh và trân trọng. Tiếp nối người Mông ở Sapa, Lào Cai, bà con nơi đây đã bắt đầu ý thức được việc làm du lịch bằng chính những nụ cười hồn hậu, bằng ruộng bậc thang và những tập tục lễ hội của mình. Mù Cang Chải, cái tên mang ý nghĩa là làng cây khô, giờ đã và sẽ trở nên đầy sức sống tốt tươi. Điều này đòi hỏi các cấp chính quyền phải chung tay vào cuộc, cũng như Hà Giang sẽ phải lồng ghép các lễ hội, hội thi và những buổi chợ phiên nơi lưng chừng núi. Hay khơi dậy lòng tự hào về văn hóa dân tộc từ chính các em bé học sinh, đó sẽ là tiền đề để tiếp nối những thế hệ người Mông trong tương lai. Tiền đề vật chất và văn hóa tinh thần ấy được xây đắp bởi người dân và bởi quyết tâm của địa phương, của chính những người trong cuộc. Ruộng bậc thang Mù Cang Chải đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích danh thắng năm 2007. Để tăng cường việc bảo tồn và phát huy những cái giá trị văn hóa của danh thắng, trong những năm qua, tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành hữu quan quy hoạch để bảo tồn khu danh thắng, tăng cường cái việc mà tuyên truyền, giáo dục cộng đồng trong cái việc mà nâng cao giá trị và bảo tồn giá trị văn hóa, giá trị của danh thắng. Đồng thời là thường xuyên là đào tạo nguồn nhân lực cho việc mà phát triển nghề cũng như là phát triển du lịch cộng đồng gắn với việc mà bảo vệ tài nguyên môi trường. Không chỉ người Kinh mà người Thái, người Mông, người Ê Đê và nhiều dân tộc khác từ lâu đã manh nha và phát triển du lịch cộng đồng. Đây là buôn cổ A Con Thông ngay giữa lòng thành phố Buôn Ma Thuột. Nơi đây còn lưu giữ rất nhiều ngôi nhà dài Ê Đê truyền thống. Mỗi ngôi nhà dài trị giá từ 300 triệu đến một vài tỷ đồng. Vậy mà buôn có tới gần 40 nhà dài như thế. Chịu ảnh hưởng của văn hóa Pháp từ thế kỷ trước, nhưng đến giờ con gái A Con Thông vẫn học dệt thổ cẩm, con trai vẫn học làm rượu cần và múa cồng chiêng. Dù ngay giữa phố, bà con vẫn kiên quyết giữ mấy hecta rừng nguyên sinh của buôn. Du khách tới thăm buôn không mất phí. Khách đến thì bà con mời vào xem, biểu diễn cồng chiêng theo nhu cầu thì lệ phí cũng tùy đoàn, tùy lúc, thu chẳng đủ chi. Đáng tiếc là lịch sử truyền thống văn hóa thì nhiều, nhưng làm thế nào để giới thiệu, để níu chân du khách thì người dân chưa biết. Tất cả gọi là dân bản làng, nhưng mà họ muốn bằng cách gọi là làm thế nào để cái văn hóa cồng chiêng, để văn hóa của người đồng bào ở Tây Nguyên này được phát triển và mở rộng ra. Để thế gì? Để gọi là tất cả mọi người thâm nhập vào, hoặc tất cả mọi người thấm nhuần, và sau đó thì gọi là chúng ta cùng nhìn nhận cái văn hóa.
Vì nếu mà đến này mà được nhân nước thì coi là phát triển ra hoặc là nhân tạo được một điều kiện thì buôn làng sẽ vui mấy. Có một buôn Co Tam cũng ở thành phố này. Một doanh nghiệp cổ phần đã đầu tư hạ tầng, hướng dẫn và khuyến khích bà con giữ lại những ngôi nhà cổ để cùng làm du lịch. Rồi huấn luyện nam nữ AD, khôi phục nghề truyền thống và học đánh cồng chiêng từ những nghệ nhân. Những khu nhà nghỉ mọc lên giữa rừng bướm, rừng hoa đã níu chân du khách. Người dân có việc làm với thu nhập trung bình là khoảng 3 triệu đồng một tháng, nên bà con dốc lòng gìn giữ văn hóa dân tộc mình. Cái lẽ giản đơn là bà con dân tộc cần sự định hướng của chính quyền và sự kết nối với các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp. Thành công trong các cái dự án bảo tồn di sản văn hóa là phải có sự tham gia của các nhà khoa học. Tôi nghĩ là các trung tâm phi chính phủ, các tổ chức xã hội nghề nghiệp có vai trò rất quan trọng trong cái việc bảo tồn di sản văn hóa. Chuyện lại quay về một trung tâm như thế giữa lòng Hà Nội. Hào Nam vốn là làng lên phố. Mái ngói hiếm hoi lọt thỏm giữa nhà tầng. Nhiều làng nối đuôi nhau lên phố. Dường như những làn điệu chống quân này cũng không đủ sức mạnh tranh với nhạc phố sập sình. Thế nhưng nó vẫn sống trong lớp học ở đình Hào Nam với sự say mê truyền nghề của nghệ nhân Nguyễn Hữu Bổn. Thầy say mê, trò cũng mê say. Lối dạy truyền nghề này đã thu hút hàng trăm học viên đến học ở trung tâm, thành nghề nhanh, hát lại đúng bài bản gốc. Với âm nhạc dân gian, âm nhạc di sản, đây là cách truyền nghề và bảo tồn hữu hiệu nhất. Đã gần 10 năm nay, dưới sự chở che miễn phí của mái đình Hào Nam này, Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam đã trở thành điểm đến của nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ, nhiều nhà nghiên cứu, rồi từ đó làm cầu nối với các địa phương để góp phần phục hồi âm nhạc truyền thống. Từ chỗ bị thất truyền sau mấy chục năm chiến tranh, nhờ các nhà nghiên cứu, nhờ những người tâm huyết như cụ Nguyễn Hữu Bổn, đến nay các điệu hát chống quân đã được sưu tầm, biên soạn lại. Câu lạc bộ chống quân Dạ Trạch tỉnh Hưng Yên của cụ Bổn đã phối hợp với địa phương đưa chống quân vào giảng dạy trong trường học. Vào những dịp lễ hội, lớp nghệ nhân nhí đã có thể biểu diễn một canh hát cùng với lớp nghệ nhân ông bà. Cụ Bổn chỉ là một ví dụ nhỏ. Qua những cuộc điền dã, đã có gần 100 nghệ nhân âm nhạc dân gian được trung tâm phát hiện. Đặc biệt nhất là nghệ nhân Sầm Hà Thị Cầu. Chính nhờ trung tâm ủng hộ và gióng chuông kêu gọi các cơ quan tổ chức mà cuối đời cụ Cầu có được một căn nhà xây khang trang và được chữa bệnh ung thư miễn phí. Một số làn điệu sẩm nức tiếng của cụ cũng được trung tâm kịp thời ghi âm, lưu giữ trước khi cụ ra đi mãi mãi. Điều quan trọng nhất là trung tâm đã góp phần khơi dậy lòng yêu nghệ thuật dân tộc trong lớp trẻ. Từ chỗ coi hát sẩm là loại hát rong dành cho những kẻ ăn mày, các bạn trẻ đã hiểu rõ về lịch sử cao quý của nó. Từ lúc nào, họ đã đam mê những làn điệu sẩm nồng nàn mà lắng sâu, đầy suy ngẫm về thân phận, về tình người. Ngọn lửa ấy được truyền cho công chúng. Đã nhiều năm nay, sân khấu chợ Đồng Xuân vẫn sáng đèn và đông như hội mỗi tối thứ bảy. Là một đơn vị tự hạch toán, nhưng lúc đầu trung tâm đã tổ chức các lớp miễn phí dạy âm nhạc truyền thống. Học viên đến đây vì sự nhiệt tình của các nghệ sĩ, nghệ nhân, cũng bởi chi phí chẳng bao nhiêu mà mau chóng thành nghề. Cách dạy truyền nghề giữ nguyên bài bản cũ này chưa phổ biến trong các cơ sở đào tạo của nhà nước. Học đi đôi với hành, một số nghệ sĩ trẻ đã thành danh, được mời đi diễn các nơi ở trong, ngoài nước. Tiếng là thế, nhưng tiền thu được chỉ đủ đắp đổi
duy trì hoạt động và ban giám đốc vẫn không lương. Nhưng điều đáng mừng là văn nghệ sĩ thì ủng hộ, người dân thì hỗ trợ mua đàn và quần áo biểu diễn cho. Thế cũng là quý lắm rồi, vì dân mình còn nghèo, đâu dám so với các nước giàu, nơi các doanh nghiệp đua nhau tài trợ cho các hoạt động văn hóa. Chăn trở, mong chờ những quyết sách của tương lai, cán bộ trung tâm vẫn xác định phải tiết kiệm, sáng tạo và dựa vào dân để tồn tại và bảo tồn âm nhạc cổ truyền. Nếu được nhà nước quan tâm, bộ quần áo hoặc là một số cơ sở tài trợ mà có cái thiện chí quan tâm trung tâm thì chúng tôi sẽ làm tốt hơn. Còn nếu không quan tâm, chúng tôi vẫn bảo tồn, vẫn đem cái sức của mình, đem kinh phí của mình ra bảo tồn cho đất nước, cho nhân dân. Thì đấy là cái yêu nghề của chúng tôi. Những năm sau đổi mới đã ra đời không ít trung tâm phi chính phủ trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Phần lớn người sáng lập là những nhà nghiên cứu đã tiếp thu kinh nghiệm tiên tiến trên thế giới. Nhưng trường hợp bỏ cả tiền túi ra để nuôi trung tâm và sống chết với đam mê như giáo sư Khang thì chắc lẽ không nhiều. Hơn 50 năm, gắn bó với sự nghiệp đào tạo các nhạc sĩ, nghệ sĩ và bảo tồn âm nhạc truyền thống, điều giáo sư Khang mong mỏi là có được một cơ chế hợp lý để các trung tâm văn hóa phi chính phủ như trung tâm của ông có thể trở thành cánh tay nối dài cho các cơ quan nhà nước, góp phần tích cực vào việc gìn giữ những di sản của cha ông. Cái nước mà đã thực hành tốt, ví dụ như là Hàn Quốc, Nhật Bản hay là một số nước châu Âu ấy, thì các cái tổ chức phi chính phủ là cái cầu nối rất là tốt để mà gắn kết cái câu chuyện bảo vệ di sản của cộng đồng với lại cái chính sách của nhà nước. Ở Việt Nam thì tôi nghĩ rằng cần phải có những cái hội bảo tồn như thế, làm những cái chiếc cầu nối giữa các cộng đồng khác nhau. Hành trình phục hưng và bảo tồn văn hóa đã trải qua gần 2 thập kỷ. Những thành tựu ngày hôm qua đã mở ra nhiều vấn đề cần sự giải quyết thấu đáo ngày nay. Sẽ cần những cơ chế có thể huy động sức mạnh toàn dân vào công cuộc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, biến nó thành sức mạnh vật chất và tinh thần để phát triển và nâng cao đời sống nhân dân. Văn hóa các dân tộc nằm trong dòng chảy chung của việc gìn giữ bản sắc Việt và hội nhập quốc tế. Hành trình làm phim của chúng tôi bắt đầu từ lễ hội Mùa Xuân ở quê hương của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, trải dọc theo mảnh đất hình chữ S và kết thúc bên dòng sông Sen mùa thu, soi bóng những di sản hàng đầu của văn hóa Pháp. Chúng tôi đi để mở rộng tầm nhìn và suy ngẫm. Văn hóa thế giới thật vĩ đại, nhưng cũng rất đáng tự hào. Những di sản văn hóa trong lịch sử 4.000 năm của cộng đồng 54 dân tộc anh em Việt Nam. Tự hào và thấu hiểu, nếu không gìn giữ được những giá trị văn hóa ấy, chúng ta sẽ chỉ còn là hạt cát hòa tan trong bốn bể nhân gian.